Tiếp tục chương trình, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Tổng thống Trump và cả nước Mỹ reo mừng chiến thắng vẻ vang của đội bóng đá nữ Hoa Kỳ với tỷ số 2-0 đánh bại đội Hà Lan và đoạt giải vô địch thế giới tại Lyon, Pháp. Đây là lần thứ tư trong lịch sử của đội nữ này sau các kỳ thắng trong những năm 1991, 1999 và 2015. Một ngày sau khi lễ độc lập July 4 năm nay, dân chúng cũng lo âu về trận động đất trong khu vực sa mạc phía Los Angeles lần đầu lên cao 6.4 độ rồi đến 7.1 độ lần thứ nhì. Nhưng may phước là không có hư hại gì đáng kể về tính mạng và vật chất, nên ai cũng vui mừng. Cái mừng thứ ba là theo cuộc thăm dò của tờ báo Washington Post và NBC News thực hiện trong ngày 7 tháng 7 vừa qua, mức độ ủng hộ Tổng thống Trump lên cao nhất nhờ kinh tế vững vàng của nước Mỹ. Kết quả cho thấy là 47% cử tri ghi danh đi bầu đều ủng hộ Tổng thống, tuy 50% không đồng ý với cách điều hành quốc gia của ông và 55% không đồng ý với chính sách ngoại giao của ông. Tuy vậy, lợi thế là Tổng thống có thể đạt chiến thắng trong cuộc tái tranh cử năm 2020 sắp tới. Tổng thống Trump còn nhiều lợi điểm nữa. Trước hết, sau khi tuyên bố tái tranh cử, Tổng thống liền gây quỹ được hơn 120 triệu Mỹ Kim trong lúc 23 ứng cử viên Tổng thống bên Đảng Dân Chủ chỉ nhận hơn 22 triệu cho người đứng đầu là nhiều nhất. Ngoài ra, cuộc điều tra của Gallup Poll cho thấy từ 87% đến 90% cử tri Đảng Cộng Hòa vẫn trung thành ủng hộ Tổng thống Trump. Hơn nữa, Tổng thống có một bộ máy tranh cử hùng hậu, quy tụ các chuyên gia lão luyện với những chiến lược vận động sắc bén trên mạng xã hội, cũng như có một lực lượng cử tri nòng cốt và các cảm tình viên sẵn sàng đi gõ cửa từng nhà dân chúng, kêu gọi họ bỏ phiếu cho ông với khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đó là nhờ các cuộc meeting Tổng thống thường xuyên tổ chức trên toàn nước Mỹ trong 2 năm qua. Tổng thống cũng sẵn sàng chuẩn bị đấm đá tứ phía và cho đo ván các đối thủ Đảng Dân Chủ và cáo buộc họ theo chủ nghĩa xã hội, làm cho cử tri hoảng sợ. Lợi thế của Tổng thống là trong lúc phe Dân Chủ tranh giành nhau trong cuộc bầu cử sơ bộ, Tổng thống có cơ hội kích động tinh thần đội ngũ ủng hộ viên của ông và gia tăng quyên góp tài chính. Tháng 11 năm nay, cử tri sẽ bầu Tổng thống, các dân biểu Hạ viện và 1/3 Thượng viện. Bầu cử vừa qua cũng cho thấy là Đảng Cộng Hòa thắng thế trong những vùng thôn quê và các làng nhỏ thưa người ở. Còn Đảng Dân Chủ thắng tại các đô thị và những khu vực ngoại ô, trong giới trung lưu khá giả có trình độ học vấn cao. Trở ngại lớn nhất là không thấy ứng cử viên nào trong Đảng Dân Chủ nổi bật mà có thể đánh bại Tổng thống Trump. Cử tri vẫn còn hơn một năm nữa thì mới biết bàn cờ chính trị nước Mỹ sẽ ngã ngũ ra sao. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hòa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ sắc hoa màu nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042, mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301-529-5603, Bích Duyên 703-599-6043.